Bạch Đại Đức cho con hỏi 11 bài kinh Bát Vít Tá là kinh hộ trì, nhưng con không hiểu tại sao lại là kinh hộ trì và con thấy nó có cái gì đó mà người ta tin một cách thái quá. Thì thưa quý vị, cái kinh Bát Vít Tá đó thì đối với sư thì đó mang cái ý nghĩa là cái sự thực hành nhiều hơn. Ví dụ như là bài Mangala Sutta thì bản thân bài đó, đó là một cái sự thực hành. Quý vị ai không biết bài Mangala Sutta 38 pháp hạnh phúc vui lòng xem lại cái danh sách bài giảng của sư ha, bài học kinh hạnh phúc. Bản thân nó là sự thực hành. Hoặc như bài kinh Kavani Travaniya Sutta, bản thân bài kinh đó cũng là sự thực hành để vả tâm từ, chứ nó không phải là một cái sự bùa chú gì mà tụng để mà hộ trì mình trên. Hoặc như là bài kinh đầu ngọn cờ ba bài Itibiso Vagawa Itibiso Swakato Subatibano, bản thân nó là một đề, là ba đề mục tùy niệm, ba đề mục thiền chỉ để thực hành thiền đó. Cho nên á, đối với sư thì các bài kinh Bát Vít Tá là bài kinh để thực hành. Nhưng mà có một số bài kinh á, thì sư, bản thân cá nhân sư thì sư cũng nghi ngờ à, cho nên á, là sư từ chối phát biểu. Sư chỉ tin những bài kinh nào mang ý nghĩa thực hành, mà khi mình tụng mà mình hiểu được cái sự thực hành đó và mình đem cái sự thực hành đó ra, mình thực hành đem lại lợi ích thì bản thân nó sẽ là một cái sự hộ trì. Ví dụ như chúng ta tụng kinh Kamani, chúng ta vẽ tâm từ thì chúng ta được sự hộ trì của tâm từ. Chúng ta tụng kinh đầu ngọn cờ đó, chúng ta tụng kinh Itibiso Swakato Subatibano, chúng ta tụng kinh Tam Bảo thì chúng ta có sự nương nhờ Tam Bảo, nhờ đó chúng ta không có sự hoảng loạn. Chúng ta tụng bài kinh Mangala Sutta 38 pháp hạnh phúc thì chúng ta sự thực hành 38 pháp hạnh phúc đó đem lại sự hộ trì cho chúng ta, do các cái thiện nghiệp nó hộ trì cho chúng ta. Còn những bài kinh mà kêu gọi thì bản thân sư thì sư cũng không tin. Và cái việc mà tụng một bài kinh hộ trì đó đòi hỏi là người tụng phải hiểu ý nghĩa của kinh mình đang tụng, mình phải hiểu là mình đang tụng cái gì, chứ không phải mình thuộc như con vẹt. Như vậy thì sư xin hỏi, mình mở bằng cassette ra như vậy mình được rồi chứ mời ông sư tới làm chi? Thứ hai là người nghe đó là họ phải có sự chú tâm để họ nghe, chứ còn họ không chú tâm thì cũng như không. Vậy thôi ông sư tự ông tụng chứ không có gì ngồi đó quý vị nghe làm gì đó. Rồi họ, người nghe họ phải hiểu ha. Ví dụ như Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào chánh thoát lúc qua cánh tàn, ta đây bệnh hoạn phải mang thế nào chánh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào chánh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy chúng ta mới có cái sự suy xét, trí tuệ mới phát triển, chúng ta mới có sự thực hành, thì như vậy mới có cái gọi là sự hộ trì. Pháp hộ trì người trì pháp, đó là quan điểm cá nhân của sư.